Bye bye mọi người. Bye bye hòn đảo Pattaya. Đẹp không mọi người? Không có, các bạn hãy thông cảm cho Meta nha, không có thời gian. Họ mình đi du lịch, họ chỉ cho mình 2 tiếng thôi, mình ăn nữa, không có thời gian. Các bạn thông cảm nha Meta. Ngày sau Meta sẽ chụp tặng cho các bạn những bức ảnh độc lạ nhất Việt Nam. Có nhiều bạn xấu quá đi, họ cứ xăm lên rồi họ làm quần quạng, họ không có nhìn có ảnh, không có sống động. Đâu có như anh Vita hết thôi, Vita rất là dễ thương đúng không? Mọi người hối quá, hối đi mà hối quá à. Bye bye. Bye bye. Đời tôi tàn, đời tôi tan nát nên tôi cần phải say. Anh say anh không biết đâu là thật đâu là hư. Khi về em đã thẳng vào mặt anh thật là hư. Em vẫn cứ